Xin chào các bạn, mình là Các Khô, chào mừng quay trở lại với tập tiếp theo của Far Cry 4. Mình đang trên đường đi tìm mấy cái bức tranh bị đánh cắp. Mấy cái mẫu tranh mới đúng. Và tiền thẻ đi gặp lại em hậu thân yêu luôn. Alo rồi không được gặp em. Cái đường đi lên hơi bị lằng nhằng rắc rối nha. Không phải đùa. Nói thằng nào mà giấu kỹ thế ta? Để hiểu. Yep. Lên rồi. Rồi. Mình đã lâu lắm rồi mình không làm cái màn Shangri-La này. Màn em vui đấy. Kìa. Qua đơn giản. Giờ đủ chưa? Tụi bay. Đây là lãnh địa của tao. Đi chỗ khác chơi. Fuck you. Đây là chỗ của tao mà nha. Tao biết bố rồi đó. Ai? Cho em xin cái dương. Đây đúng không? Đây là mảnh thứ ba cơ. Hồi trước mình có làm một mảnh off camera nên nên không có quay. Alright, giờ sao đây? Có gì mới đây này? Wow. Quần đùi trên đất là ta. Em hỏi rồi. Wow, má nhìn cảnh đẹp đó. Wow. Hết hồn. Ra rồi. Ok, ta đi thôi. Lâu lắm rồi mới được gặp lại em họ. Khỏe không em? Anh nhìn em vẫn mạnh khỏe như thường. Mình giờ có mình có công cùng mà. Đã rồi. वापस लौटना कोई विलाप नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था. Ai, quay, giờ sao? Đi vào đây hả? Hô! Cái gì vậy? Bay lên đúng không? Mày này đẹp quá! Lên! Oh wow, vui ta! Dạ tui! Cái đoạn này khó quá. Oh shit. Sao em qua được đây hai em? Má anh phải bay đuối luôn mới qua được. Cung sự quỷ quá. Cái là gì vậy? Chúng ta bắn một lúc nhiều cái cô. Oh my god. Wow. Man, chúng ta bắn nhiều cung được. Để thử xem nào. Mà mỗi lần mất có một cái tên à. Oh man, đã quá. Được nâng cấp rồi em. Cho em xin nào. Oh, cái gì đấy? Wait. Ha. Ra đây mày. Này cho em hộ. Yes. Fuck yeah. Giỏi lắm em. Good. Anh nghe nói thằng cái gì vậy em holy. Gì nữa đây? Thôi chúng ta đi thôi, kệ bà tụi nó. Anh nghe nói thằng cheat của anh vừa giết thằng cheat của em nhưng mà hơi kệ bà nó, đúng không? Tụi mình vẫn là bạn tốt. Chuyện của mấy thằng nhóc. Chuyện của bọn trẻ không liên quan gì đến mình. Yeah. Chờ nè. Thôi khỏi để anh được. Ow. Thằng nào vậy? Ra nhiều mà, bắn cho đã. Ây, hả bưởi. Con chó chết. Mày. Có vẻ mình là lãng phí đạn quá, chúng ta phải cẩn thận mới được. Không nên châu chó.
Rồi lại được bay tiếp. Oh man, màn này vui đấy, màn này khác hẳn với hai màn trước luôn. Oh yeah, lượn là nghề của anh rồi. Có gì đâu mà phải xoắn. Ok. Yes. Mình tha đấy các bạn, nó khó hơn các bạn ấy á. Woo. Biết thế nào các bạn gào lên đủ mất sao mày chơi dở thế. Nhưng mà thực ra nó khó hơn các bạn nghĩ nhiều. Mình chạy vào tại sao? Nó có vẻ nhạy hơn. Chơi đấy em. Chơi gì mà nó. Một thằng không cần phải anh ra tay. Chơi mày đi. Rồi, cho em xin nào. Man, chúng ta có vẻ ít tên quá, chúng ta phải tiết kiệm tên. Mày. Oh shit, nó làm gì con hổ của mình đây. Mày. Chết đi, mày giết hổ tao. Mắt nó đông thế nhở. Chết đi. Chạy lên đây nè. Mày hả bới. Yes, em hổ trở lại rồi, chơi em không? Mày chết đi. Nó lé nào mày. Nó mà này khó nhìn quá. Khắp nơi, hơi kẻ bè đi. Đéo quan tâm tụi bay nữa. Fuck you. Nó chết chưa? Nó chết rồi đúng rồi. Holy shit, mà này khó đấy. Càng ngày bọn này càng câu châu chó. Mày hả bới. Jesus. Cái màn này có vẻ khó. Nó bay không còn thấy khó nữa trời. Vãi thật. Rồi nha, chúng ta nó xoay được rồi. Man, mình cần tên quá. Mình hết sạch tên rồi. Rồi, ba chuột đúng không? Sao? Tên, cho tớ tiếp tên nào. Bài tiếp thôi. Ok, lần này mình sẽ cố gắng đi mà không chết. God damn it, phong độ giảm sút quá. Cái này nhìn có vẻ dễ mà sao chết hoài. Ok, lag quá đẹp. Bây giờ chúng ta phải đi vào trong. Đây chăng? Oh shit, chỗ nào đây? Mình vẫn chưa thấy cái đích. What the fuck? Oh đây, cái đích đây. Lên. Woo. Đây rồi, nó đây rồi. Nè. Oh my god. Fuck. Hello em hổ. Thấy em là anh yên tâm rồi. Chơi đây em. Chơi cho mặt đó. Chạy đi đâu vậy hả? Tụi bay là cái gì hả? Đâu? Con này đâu rồi? Con này đâu rồi? Mày. Con này đâu ra một nồi này? What the fuck? Oh what the hell? đi đứng bên dưới à? Bọn này láo. Rồi đến đây đồng bạn cho tao. Mày. Fuck you. Woo. Ok. À, chúng ta tới rồi. Cái thằng chó chết. Mày. Chết mày đi. Yes. Bọn này đông kinh khủng luôn. Fuck you.
chạy. Oh shit, em họ đang bị hợp đồng. Chơi luôn em. Rồi, con nào nữa? Con chó, sói này, sói được cực. Ok, lên thôi. À, mày dẫn mặt bố mày hả? Chạy đi đâu hả mày? Rồi, chúng ta xoay này hả? Oh, cái gì đấy? Chán em. Rồi, xong. Ai sao ngu quá vậy? Ai kiệt kìa. Oh yeah. Hai tay đã giơ lên rồi, giờ sao nữa? À, giờ chúng ta đi thẳng lên trên. Ok. Quá dễ hiểu. Hy vọng bây giờ phải đánh nào đó. Bọn này đông và hung hãn kinh khủng luôn nha. Má, làm ơn đừng có chết nữa đâu. Má nãy giờ chưa có chơi cái đoạn bay nào mà không chết. God damn it. Chúng ta phải đi xuống. No. Jesus. Có vẻ không ổn rồi. Oh man. Oh yeah, may quá. Lên. Oh, lên nữa. Wow. Woo. Wow. God damn it. May quá. Má, và là chúng ta phải đi một nồi nữa rồi. Đi một đoạn xa nữa rồi. Má. Chơi này. Thằng chó to này. Fuck you. Woo. Ok. Ow. Oh shit. Bọn này trâu thật ạ. Oh my god. Mày chết đi. Woo. Má, tên cứ từ đâu mà đến không đã thấy gì hết. Bỏ tay luôn. Đó, đi mẹ bên chó. Mày. Đồ chó chết. Ok. Nó mà mày dò bắn lên lắm. Được. Tao đéo chơi bọn mày thôi. Fuck you. Mày gì bắn hả mày? Mày gì bắn này? Mày gì bắn này? Đéo chơi bọn này. Mày. À, chúng ta để chơi bọn nó, chúng ta đi thẳng lên thôi. Các bạn. Tốt thời gian không? Woof. Sao? Mấy anh càng ngày nó càng châu chó nha. Này mới là cái thứ ba rồi. Còn hai cái bên kia nữa. Wow. Nó sao quần nó càng ngày càng châu rồi. Woof. À, khó khăn quá. Yeah, được ba mạnh. Mà mình không thích cái kiểu mà giữa các mạnh nó có cái đường á, nhìn sao nó không ghép hẳn hết mấy bạn lại với nhau rồi. Ok. Rồi xong rồi. Thì mình đã cắt tiếng hoa rồi, chúng ta tiếp tục ha. Ok, mình nghĩ là chúng ta tiếp tục nhiệm vụ chính cái đi. Làm trước nhiệm vụ chính cái. Tại mấy tập vừa rồi toàn làm mấy cái phục. Rồi, để xem súng của mình nào. Oh shit. Sao lại súng hết sạch đạn rồi? Ok. À, chó chết. Mỗi lần mình làm cái nhiệm vụ Shangri-La là nó tước sạch đạn mình luôn. Đồ khốn nạn. Má mua đạn hết 200.000. Kinh khủng. À, cắt cổ quá. Alright. Ok, chúng ta trở về thôi. Man. À, lúc đầu mình bảo trong game này dễ kiếm tiền á. À, nhưng mà bây giờ mình mới thấy man, giờ đến cái đoạn cuối rồi mua đạn không cũng tốn hết bao nhiêu tiền.
Jesus. Kinh khủng. Mà rương trên bản đồ mình ăn gần hết rồi, nên bây giờ khó kiếm tiền lắm. Giờ chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nè, đúng là dạo này nhìn có vẻ quân địch có vẻ ít hẳn nha. Lên, đường tạm. Ok. Mà mình vừa nói quân địch ít xong. Holy shit. Có vụ này nữa hả? Chưa. Đốt cả xe mình. Đồ chó chết. Nhớ mặt chó mày đấy. Ok, bây giờ chúng ta làm gì đây? Bảo vệ. Lại là chùa. Master Ball May có vẻ hứng thú đến chùa mày. Mày để cho đèn chùa được yên không ạ? Sao cho nó cái xe của bác vậy? Mày thấy kêu cái xe Master Lam mà nó cũng có máy, cũng có máy cái nhà có rồi. Nhưng nhớ lắm, lâu lắm rồi không đi xe Lam. Nhưng mà được cái xe nào trong đây cũng có GPS rất là xịn. Xịn hơn xe Việt Nam rồi. Cái đó, cái chùa đó không? Rồi. Có cảm giác chúng ta phải đi yes. Chúng ta phải đi cano ra. Thuyền ra. Quá đẹp. Alright. Cho em xin cái thuyền nào. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta phải bảo vệ cái này đúng không? Wow, what the fuck? Mình thấy cái tia mình đã thấy cái tia của thằng mấy chó bắn ấy kìa. Holy shit. Ok, không ổn. Oh fuck. God damn it. Má chưa kịp làm đi. What the hell? Wait, what the hell? Sao mình lại... mình được chơi lại đoạn này hả? Oh shit, may quá. Đỡ phải chơi lại đoạn. God damn it. Cái bọn chó đó. Man, đông kinh khủng luôn. Mình chưa kịp làm gì nữa. Mà này chúng ta phải gỡ bom đúng không? Thế thì đơn giản. Các cậu chọn đúng rồi. Anh là chuyên gia gỡ bom. Chết đi mày. Chết đi mày, nhìn cái gì đấy? Cũng đâu có gì nhiều đâu ta. Nhìn cái gì đó mày? Nhìn cái gì đó mày? Nó bọn này dễ kìa. Bọn này quá gà. Bây giờ chúng ta sẽ lùn sau nó. Yes. Giờ đi lên đây được chưa? Hai con chó cano hôm nãy kìa. Mẹ bọn khốn nạn. Thôi cái bàn đó, chúng ta đi lên đi. Cho nó tìm ở dưới đi, bọn ngu. Rồi, thấy em này rồi. Em quay đầu nhầm hướng rồi. Bọn này nó tìm được đường lên trên ta được đấy. Đây là một quả. Một quả bên dưới nữa. Mẹ, cái số đánh dấu này quá kinh khủng. Đúng rồi, chạy ra đây. What the fuck? Thằng bạn nó chết ở trên mà nó đi xuống dưới là sao? Cái bạn đó. Woo! Xong. Cái phần giữa bom này còn dễ hơn mấy bàn trước. Ủa đâu anh? Nằm dưới à? Sao để chúng ta đi xuống hầm? Bọn này rất là đẹo.
không đều bằng anh. Oh no, motherfucker. Fuck. Fuck. Lỡ rồi, chơi luôn đi. Tại sao bọn này đéo hiện lên bản đồ? Nhấn mặt bố à? May mà tụi nó bắt báo động kịp. God damn it. Xong rồi. Tiếp viện, yes, oh man, tao đang cần thằng, tao đang cần thằng này xả súng đây. Tiếp viện, đến nhiều lần, yes. West, whatever, chỗ nào cũng chơi hết. Hướng nào cũng chơi hết, lại đây, ra đây. Oh. Chào em cá sấu. Mời, một em. Cá sấu phụ anh nhé, cá sấu. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Đấy, is là ngược lại cái này đúng không? Yes, đúng rồi. Wow. Được. Mà tụi bay biết ngu, tụi bay ngu ở điểm nào? Và đến cùng một lúc. Oh, bọn này được đấy. Bọn... Nhưng mà rất tiếc con chuyển được mạnh. Có thằng đang bơi ra bờ. Mày à mày, bơi à mày. Fuck you. Fuck you. Oh man, súng này giả đã quá. Fuck you. West lại hướng kia nữa. À giờ chúng ta thảo luận sai cái này coi. Cái này thực ra hơi khó tí. Tụi nó phải đứng yên á, bắn nó mới được. Wait, mình nghe tiếng trực thăng. Có khi nào mình hết đạn không? Nó mình chuẩn bị hết đạn là mới ghê chứ. Thấy chết liền à. Thở tiết kiệm đạn. Yes. Xong chưa? Yeah. Jalendu is safe, Sabal. Please, Kira. Good. I thought Amita was going to get there first. Can you believe she was going to stop Badra from fulfilling her destiny? She can't stand between the gods and their people. This arrogance will be her downfall. Bọn này suốt ngày chùa chiền. Rồi, good. Oh, có nhiệm vụ ấy mới. Để mình làm thử xem nào. Xem lần này có gì khác không. Nhiệm vụ hai này cũng hài hài. Đấy. Wow, bây giờ có hai chữ S ở trên bản đồ luôn hả? Đâu rồi? Vừa thấy hai chữ S trên bản đồ mà. À, một chia. Yeah. Chào các bạn, lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn. Có thuốc gì mới không? Sorry mate, this one's gotta go in your bum. In my what? Here. Wait. God damn it, lần nào mà. Hai này hài rồi. Oh shit! What the hell? Okay, okay, okay. Whoa, whoa. Fuck. Wait. Okay, good. Này mới à? Oh shit! Cá sấu nữa. À, đây phải cá sấu. Con này là con cá thù. À, tụi mày. Tụi mày hay lắm. Oh shit. Chúng ta phải lên bờ gà sớm là tốt. Come on. Ow! Ow! Thôi mình không còn tí thuốc mà. À đâu mình còn thuốc nhưng mà dưới không ấy được. À chúng ta chạy ra. Ha
nhạc. Man là này, đây nó lại không cho mình súng gì nữa chứ. Sao lên đây? Đây. Chị nhỏ. Chúng ta phải nhẹ nhàng. Sao để mình biết rồi, mình biết làm sao rồi. Chúng ta tấn công nó ở trên cao. Wait, what the fuck? Fuck. Cú đó mình sao lại không giết hai thằng người ta? Ok, không sao. Ok. What the fuck? Oh man, cái đoạn này có vẻ hơi hơi thốn đấy. Yes. Mày lừa ta thằng chó. God damn it. Này mình phải chơi dù chăng? Dù, no. Hai khốn này. What the? Mình đi lên được. God damn it. Món khốn lừa mình. Of course. Lên đây. Oh yes, trực thăng. Good. Có trực thăng là ngon rồi. Ok. 1000 mét. 1 km hả? Oh man, xa thế. What? What the fuck? Oh shit. Má mày đừng có hiện trước mặt tao được rồi. Ok, nhìn xa xa chút. Màn này đúng là một bài sắc của vòng thật á. Tan tan tan. Sao lần này không có nhạc nữa ta? Ok. Mình thấy. What? No. Rồi. Sao tới rồi. Lần này chắc là thật đúng không ạ? Lần này không phải giả đâu. Yeah. Man, khả năng lái cho thằng mình giờ ghê quá. Quá chuẩn. Rồi. Thật chắc rồi. Súng. What is that? Gallantry in the face of unpredictable recreational pharmaceutical interactions, as well as environmental and mammalian risk to life and limb. We hereby present to you the golden pipe of Kairat. Cái này có phải tẩu thuốc lào không? Hey, yeah, thank you, I guess. He's absolutely tickled. Well, of course he is. It's a fine pipe. Ok. Nó thử cho mình cái cái tàu thuốc lào hay lắm. Để mình thử xem nào. Như thế nào mà nhà mình. Đâu rồi. Đây. Yes. What the? Cái gì vậy? Mình đang đâu đây? What? Ủa là sao? Mỗi lần mình dùng cái tàu thuốc là mình teleport đi chứ nào? What the hell?
Mà sao nhìn mọi thứ nó có vẻ mờ mờ vậy? À, à. À, các bạn có thấy hình nó mờ mờ không? Thằng này nó... Oh shit. Oh no. Cái này tạm thời hay là mãi mãi đây? Oh yeah. Này nó bị tạm thời thôi. Nhưng mỗi lần mình dùng tổ thức nó bị vậy. Để mình thử dùng lần nữa. Xem có đi được đến chỗ nào là lạ không? Mình cũng khám phá gần hết cái khu này rồi. Này là bữa ấy. À... cái là gì? Trên mạng nó dùng cái tổ thuốc này là nó sẽ là mình sẽ thức dậy ở một nơi random nào đó. Này giờ đang ở đâu đây? Cái cầu nào đây? What the fuck? Wow. Được đấy, hai đấy. Rồi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ làm cái nhiệm vụ phá nó đi. Mình sẽ dùng phần này đây. Mình quá nhiệm vụ quá phá quá. Làm mãi không chán. Mà như đây là nhiệm vụ cuối cùng sao? Mình thích nhất là ở bên trên. Rồi, xem nào. Đánh giá tình hình xem nào. Đã lúc sử dụng súng này. What the fuck, bọn mày? Đâu ra đây? What the hell? Con chó này đâu rồi? Rồi, còn em nữa. Còn một em nữa hả? Wow, thế nào là vẫn sống được vậy? Rồi, chúng ta sống càng ra. Từ đó nó chưa phát hiện mình nha. Phá môn. Mày. Ok. Rồi. Còn căn phòng nhỏ xíu này nữa. Ao, cái ao cái gì đấy? Cái gì đấy? Tắp. Tao. Và muốn xem pháo hoa không? Pháo hoa thiết kế 21. Pu. Rất tiếc là chúng ta không không xem được khẩu pháo nhé. Oh man, cái súng này là cái súng chuyên trị trực tăng. Tay đôi hả? Muốn tay đôi hả? Quẩy, nó nói là chưa hết. Còn cái gì nữa ta? Oh man, mình ngứa mũi quá. What the hell? Còn cái gì nữa? Chắc còn mấy cái này là gì? Chết chồng này tụi bay. À còn đây nữa. Còn đây nữa. Ish. Oh mẹ ơi, sao ngứa mũi ạ? We're on the air right now. Hey, that's right, bhaiya. What have you got to say to all our listeners? Share some valuable insight. Hi. Ajay, ladies and gents, a man of few words, but he carries a big cookery, ladies. Ajay, as thanks for purging Kira the Bugan Min's wretched propaganda, I am dedicating this song to you. Thank you, hero number one, and from all your Kirati brothers and sisters. Woo! Vậy là chúng ta hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ phá. Buồn quá, từ giờ chúng ta được phá rồi. Ngưỡng mộ quá. Cắt tên mà tên hiểu xong ngưỡng mộ quá. Game mình sẽ tập những phần này ở đây. Nếu như bạn thích phần này, các bạn nhấn like của mình. Đừng quên subscribe để không bỏ những phần tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Bây giờ mình phải đi gái mũi ngưỡng mộ quá.